em à, kính chào tất cả các quý vị đại biểu các cô các bác các anh các chị à, có thể nói là hôm nay à, 70 năm à, sinh nhật chị dâu em và em chỉ dùng một cái câu của các cụ đã để lại ạ à. đó là chị dâu em lấy chồng ôm cả giang san nhà chồng ạ à. đó đấy là một câu em dành cho chị dâu em à. ạ dạ. Và khi chị dâu về, chị về làm dâu thì em mới có 3 tuổi. À, cho nên là chị như là người mẹ thứ hai của em. À, nhân à, à 70 năm ngày sinh nhật chị, à, vợ chồng em có một bài thơ để thể hiện cái tình cảm của chị của tất cả à, các chị em gái chúng em cùng, cùng gia đình à, đối với chị dâu của mình. Ngày hôm nay mạc da đang đầy hạnh phúc Mừng chị dâu tròn tuổi 70 52 năm chị về làm dâu gia đình họ mạc Mình chị dâu bên cạnh tám bà cô Ai cũng lo tám giặc bên ngô Nhưng nghệ thuật đắc nhân tâm Chị dâu mình quá giỏi Chị về làm dâu em mới lên ba em lớn lên trong vòng tay của chị Chị giúp mẹ thầy chăm sóc cả đàn em Bởi chị nụ công tác tận sơn la Nên chị dâu đã trở thành chị cả Mọi việc chị lo sau trước vẹn tròn Cả mạc tộc đều trân quý chị Thế rồi Tháng năm dần trôi thầy mẹ tuổi già Cũng mình chị ngày đêm phụng dưỡng mẹ cha Phận gái chúng em cũng chỉ là thăm hỏi Mọi việc trong ngoài mình chỉ lo toan Nhớ lúc lâm chung mẹ vẫn gọi Nga, Nga Nước mắt lăn dài thương dâu ngoan của mẹ Mẹ ra đi trong vòng tay của chị miệng ngậm cười mãn nguyện lắm chị ơi nay nhân ngày mừng tuổi chị bảy mươi tám giặc bên ngo gửi lời tri ân chị đã cùng anh trai sánh bước đường dài nuôi các con công thành danh toại cháu con ngoan rạng rỡ tổ tông chúc anh chị mãi luôn hạnh phúc tự tại an yên phúc lộc thọ trường mạc tộc tự hào bởi có dâu ngoan góp phần xây dựng mạc gia hiển vinh rạng rỡ từng nhà đi lên xin trân trọng cảm ơn ạ à. <laughs>